Bản tin trưa ngày 18 tháng 2 Ukraine rút khỏi Adipka Tổng thống Nga Putin ca ngợi chiến thắng quan trọng Tổng thống Zelensky cho biết thương vong của Nga ở Adipka gấp 7 lần Ukraine Tổng thống ký NATO cảnh báo Mỹ càng trì hoãn viện trợ, người Ukraine thiệt mạng càng nhiều Thủ tướng Hà Lan nói châu Âu hãy ngừng thàn vãn về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Hamas đổ lỗi cho Israel vì thiếu tiến bộ trong thỏa thuận ngừng bắn. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine cáo buộc Israel đang tiêu diệt cơ quan này. Đài Loan đình chỉ hoạt động 3 tháng, công ty bỏ rơi gần 300 khách ở Phú Quốc. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của DKN. Hôm nay là Chủ nhật ngày 18 tháng 2. Và ngày sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau khi quân đội Ukraine rút khỏi adipka Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi binh sĩ vì chiếm được thành trì này. Các hãng thông tấn Nga hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 2 dẫn lời ông Putin chúc mừng thành công của quân đội. Một chiến thắng quan trọng, ông Putin nói, đề cập đến việc Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát hoàn toàn adipka Việc chiếm được adipka là bước tiến lớn nhất của quân đội Nga kể từ khi chiếm thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái, nó diễn ra khi Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng do khoản viện trợ quân sự bổ sung của Mỹ bị trì hoãn nhiều tháng tại quốc hội. Việc kiểm soát Adipka cũng cho phép Nga tiến thêm một bước nữa trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk ở phía đông của Ukraine. Báo cáo từ một quan chức quân đội Ukraine cho biết, trong quá trình rút khỏi Adipka, giữa áp lực vượt trội của đối phương, một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt. Kyiv cho biết sẽ làm việc với các tổ chức nhân đạo quốc tế và các nước trung gian để bảo đảm rằng người Nga đối xử nhân đạo với các tù nhân chiến tranh. Trong một động thái khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói thương vong của Nga tại thành trì Adipka cao gấp 7 lần so với Ukraine. Tôi không thể tiết lộ cho các bạn số lượng thương vong của chúng tôi, nhưng tại Adipka chẳng hạn, cứ một người Ukraine chết thì có 7 lính Nga thiệt mạng. Tỷ lệ là như vậy. Tờ Ukraina Pravda dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào hôm thứ Bảy 17 tháng 2. Tôi không so sánh vì việc mất đi dù chỉ một người từ phía chúng tôi đã là bi kịch. Nhưng các bạn phải hiểu chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn nhỏ này. Ông nói thêm. Ông Zelensky cũng cho biết người Nga đã mất hàng chục nghìn người ở Adipka kể từ tháng 10 năm 2023. Tại sự kiện, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi phương Tây hãy làm mọi thứ để giúp Kyiv đánh bại kẻ xâm lược. Bởi vì những kẻ độc tài không đi nghỉ và lòng hận thù không biết dừng lại. Ông nói, chúng ta không nên sợ sự thất bại của Putin. Putin là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia tự do. Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố nếu Putin không bị đánh bại bây giờ, bất kỳ nhà độc tài Nga nào sau ông ta sẽ nhớ cách duy trì quyền lực bằng cách sắp nhập đất đai của các quốc gia khác, giết chết đối thủ và phá hủy trật tự thế giới. Trong một động thái khác, Ngoại trưởng Estonia Margus Sarkner cho rằng các đồng minh phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc để Kyiv rút khỏi thành trì Adipka. Trao đổi với New York bên lề hội nghị an ninh Munich hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Estonia nói tất cả các quốc gia đều phải chịu trách nhiệm vì không cung cấp đủ đạn pháo cho Ukraine. Ông cho biết EU đã hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine, nhưng đến nay chúng tôi mới chỉ cung cấp được một nửa, điều này là quá trọng. Tổng thống Ukraine cũng lưu ý, việc thiếu vũ khí là một trong những nguyên nhân khiến Kyiv phải rút lui để bảo vệ mạng sống của binh lính. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào hôm thứ Bảy, ông Zelensky nói, Xin đừng hỏi Ukraine khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Hãy tự hỏi tại sao Putin vẫn có thể tiếp tục làm điều đó. Cũng trong một động thái khác liên quan đến chiến trường Đông Âu, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt tài trợ bổ sung cho Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh khác đã vượt quá sự hỗ trợ của Mỹ. Theo tờ Pravda hôm 17 tháng 2, khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Stoltenberg thừa nhận các thành viên NATO ở châu Âu thực sự chưa đầu tư đủ vào quốc phòng, mặc dù họ và Canada đã giải ngân nhiều tiền hơn Hoa Kỳ về mặt hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói thêm rằng, việc Quốc hội Mỹ không đưa ra quyết định về gói viện trợ cho Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trên chiến trường." Ông nói. "Vấn đề không chỉ là đưa ra những quyết định đúng đắn mà còn là đưa ra quyết định một cách chủ động và càng sớm càng tốt, đó là việc khẩn cấp. Mỗi tuần chúng tôi chờ đợi, ngày càng có nhiều người thiệt mạng trên chiến trường Ukraine." Ông nói thêm. "Tôi không phải là người nên tư vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ về cách thông qua luật. Tất cả những gì tôi có thể nói là Hoa Kỳ có nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là quyết định gói hỗ trợ cho Ukraine vì Kyiv cần sự hỗ trợ này. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, châu Âu và Ukraine đã thực hiện cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vì vậy, giờ là lúc Mỹ thực hiện lời hứa của mình. Trước đó vào ngày 13 tháng 2, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ cho nước ngoài, trong đó có ngân sách trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ đã tạm nghỉ cho đến cuối tháng 2 mà chưa có kế hoạch bỏ phiếu cho dự luật này. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng bắn tín hiệu sẽ không có viện trợ cho Ukraine nếu chính quyền ông Biden vẫn tiếp tục từ chối giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới ở phía nam với Mexico. Trong một thông tin khác, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm thứ Bảy nói rằng châu Âu nên ngừng than vãn về Donald Trump, thay vào đó hãy tập trung vào những gì có thể làm cho Ukraine. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã khiến nhiều quốc gia châu Âu lo lắng khi gợi ý nếu ông trở lại tòa bạch ốc, Mỹ sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO, không chi tiêu đủ cho quốc phòng. Đề cập đến bình luận này của ông Trump, Thủ tướng Hà Lan khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy cho biết Chúng ta nên ngừng dân dỉ, than vãn và cằn nhằn về Trump. Ông Rutter nói thêm Điều đó tùy thuộc vào người Mỹ, tôi không phải là người Mỹ, tôi không thể bỏ phiếu ở Mỹ. Chúng ta phải sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai Ông nói rằng trong mọi trường hợp, châu Âu nên chi nhiều hơn cho quốc phòng và tăng cường sản xuất đạn dược, không chỉ vì ông Trump có thể quay trở lại. Ông nói rằng châu Âu cần tăng cường hỗ trợ cho Ukraine vì điều đó có lợi cho họ. Và tất cả những lời than vãn và dân dị về Trump, tôi nghe thấy điều đó liên tục trong vài ngày qua. Chúng ta hãy ngừng làm điều đó, ông Rutte nói. Ông cũng cho biết sau khi nói chuyện với các chính trị gia Mỹ ở Munich, ông lạc quan một cách thận trọng rằng gói viện trợ quân sự của Mỹ đang bị đình trệ sẽ được thông qua. Chuyển sang tình hình ở giải Gaza. Thưa quý vị, người đứng đầu Hamas, Ismail Haniyeh, đã đổ lỗi cho Israel vì thiếu tiến bộ trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong một tuyên bố được truyền thông Israel hôm 17 tháng 2 trích dẫn, Ismail Haniyeh nói rằng Hamas sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài việc chấm dứt hoàn toàn hành vi xâm lược rút quân đội chiếm đóng khỏi Gaza và dỡ bỏ cuộc bao vây bất công. Haniyeh cũng nhấn mạnh rằng Israel phải trả tự do cho các tù nhân Palestine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải thoát các con tin đang bị Hamas giảm giữ. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy đã gọi các yêu cầu của Hamas là ảo tưởng. Ông Netanyahu tiếp tục tuyên bố Israel sẽ tiến hành chiến dịch vào Rafah, thành phố phía nam ở giải Gaza, để tiêu diệt hoàn toàn Hamas đề cập đến áp lực của quốc tế khi liên tục kêu gọi Israel không được tấn công trên bộ vào Rafah, nơi đang có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn, ông Netanyahu nói. Những người muốn ngăn cản chúng tôi hoạt động ở Rafah về cơ bản đang nói với chúng tôi, hãy thua cuộc chiến, tôi sẽ không để điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không đầu hàng trước bất kỳ áp lực nào. Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng hoàn toàn, điều đó bao gồm cả hành động ở Rafah. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, hoạt động của quân đội Israel ở Rafah chỉ diễn ra sau khi dân thường ở đó có cơ hội di tản đến các khu vực an toàn. Trong một động thái khác, Israel đang tiến hành một chiến dịch phối hợp nhằm tiêu diệt UNRWA. Người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 2. Philip Lazzarini nói rằng những lời kêu gọi ông từ chức là một phần trong nỗ lực của chính phủ Israel. Ông nói với tập đoàn báo Thụy Sĩ, Tamedia. Hiện tại chúng tôi đang đối phó với một chiến dịch phối hợp và mở rộng của Israel nhằm tiêu diệt UNRWA. Đó là một mục tiêu chính trị lâu dài vì người ta tin rằng nếu cơ quan viện trợ bị bãi bỏ, tình trạng của người tị nạn Palestine sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi. Và cùng với đó là quyền được quay trở lại có một mục tiêu chính trị lớn hơn nhiều đằng sau việc này. Tiếp tục, ông Lazzanini nói, hãy nhìn vào số hành động mà Israel đang thực hiện chống lại UNRWA, cơ quan viện trợ chính ở giải Gaza. Ông trích dẫn các biện pháp tại Quốc hội Israel, các động thái nhằm loại bỏ quyền miễn thuế VAT của cơ quan này và ra lệnh cho các nhà thầu tại cảng Ados của Israel ngừng xử lý một số hoạt động giao thực phẩm nhất định cho UNRWA và tất cả những yêu cầu này đều đến từ chính phủ. ông lazzarini nói. hơn nữa, ông lazzarini cho biết hơn 150 cơ sở của UNRWA đã bị tấn công kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. trước đó, Israel đã kêu gọi ông lazzarini từ chức sau khi phát hiện ít nhất 12 nhân viên của UNRWA đã trực tiếp tham gia vào vụ tấn công và bắt giữ con tin ngày 7 tháng 10 và ít nhất 30 nhân viên khác đã hỗ trợ. Bên cạnh đó, hàng ngàn người trong số họ có thể liên kết với Hamas. Israel cũng phát hiện ra một đường hầm của Hamas nằm ngay bên dưới của trụ sở chính của UNRWA ở thành phố Gaza. Chuyển sang phần tin cuối. Liên quan đến vụ gần 300 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc. Theo tờ Focus Taiwan, hôm 16 tháng 2 cho biết Tổng cục Du lịch Đài Loan đã đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với Guilfthal. Theo tờ Focus Taiwan, hôm 16 tháng 2 cho biết, Tổng cục Du lịch Đài Loan đã đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với Winner Tour. Lý do công ty này đã vi phạm quyền lợi của khách hàng sau khi 292 du khách đặt tour từ Đài Bắc đến đảo Phú Quốc ở Việt Nam bị đối tác của Winner Tour và công ty lữ hành quốc tế Việt Nam Winner thay đổi hoặc hủy bỏ dịch vụ. Một quan chức du lịch Đài Loan cho biết, việc đình chỉ kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến khoảng 430 khách hàng mà We đã lên kế hoạch cho các chuyến tham quan từ nay đến tháng 4. We cũng bị cấm đưa một số nhóm khác đến Phú Quốc trong ngày 16 tháng 2. Đối với cáo buộc We vi phạm quy định quản lý, chính quyền cho biết sẽ thu thập bằng chứng và lời khai của nạn nhân từ các nhóm du lịch đã rời Đài Loan để đi Phú Quốc vào ngày 9, ngày đến ngày 10 tháng 2, và đánh giá các cáo buộc dựa trên luật của Đài Loan. Cũng trong ngày 16 tháng 2, liên quan vụ việc trên, về phía Việt Nam, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết đã kiến nghị phạt hành chính 30 triệu đồng đối với công ty lữ hành quốc tế Việt Nam Winner vì vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành. Thông tin về báo chí, Sở Du lịch Kiên Giang cho biết công ty Winner có hợp đồng với công ty Winner Tour của Đài Loan để đưa khách đến Phú Quốc. Phía công ty Việt Nam đã nhận được tiền cọc là 700.000 đài tệ, tương đương khoảng 500 triệu đồng, vào ngày 18 tháng 1. Đến ngày 24 tháng 1, công ty Winner đã gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách Đài Loan đến công ty Winlap Tour. Tuy nhiên, hai công ty đã không thống nhất thỏa thuận nên ngày 31 tháng 1, công ty Winner đã đơn phương gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến công ty Winlap Tour. Tuy nhiên, công ty Winlap Tour không có phản hồi. Winner vẫn giữ tiền cọc. Theo sở du lịch Kiên Giang, đoàn khách Đài Loan đến Phú Quốc vào khuya ngày 9 tháng 2 nhưng không có xe đưa đón, không có hướng dẫn viên. Công ty Winlap Tour đã liên hệ với công ty Winner nhờ phục vụ đoàn khách trên nhưng không thanh toán. Vì vậy, Winner yêu cầu mỗi khách phải thanh toán bổ sung 720 đô la. Nguyên tour đồng ý sẽ thanh toán tiền lại cho khách sau, nhưng chỉ có 90 khách đồng ý làm theo thỏa thuận này. Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng, việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành. Vào ngày 14 tháng 2, đoàn khách này đã lên máy bay về nước trên các chuyến bay thuê chuyến của Bamboo Airways. Hãng hàng không này cho báo chí trong nước biết. Hãng hàng không này cho báo chí trong nước biết, đoàn khách Đài Loan được bảo đảm về nước, dù tiền thanh toán về máy bay vẫn chưa được phía công ty Đài Loan thực hiện. Thưa quý vị, bản tin trưa của DKN đến đây là kết thúc. Nhân dịp năm mới, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo